biết gì nữa. Kính thưa cộng đoàn, ban thông tin chúng con có một vài thông báo gửi đến cộng đoàn. Chương trình giáo lý trẻ em 2021 và 2022, ban giáo lý trẻ em sẽ bắt đầu nhận đơn tuần này, Chủ nhật 28 tháng 8, sau các thánh lễ Việt Nam. Quý vị phụ huynh có thể nhận đơn ghi danh sau thánh lễ, nơi cửa ra vào nhà thờ, hoặc có thể ghi danh trực tiếp online trên trang web giáo lý cộng đoàn. Thông báo thứ hai, cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt cho quê hương Việt Nam. Thời gian ngay sau thánh lễ 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 9, 2021, Cha Chánh Sứ Chủ Sự giờ cầu nguyện và Thầy Phó Tế Phụ Lễ, kính mời cộng đoàn cùng tham dự. Thông báo thứ ba, cứu trợ Sài Gòn đợt 2. Số tiền sẽ được gửi về Tổng Giáo phận Sài Gòn cuối tháng 8. Cảm ơn lòng hảo tâm của quý Mạnh Thường Quân. Đặc biệt, cảm ơn các thành viên ca đoàn, các thánh tử đạo Việt Nam đã đóng góp 5.251 đồng. Tổng số tiền của đợt 2 chúng ta đã có 9.951 đồng. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay 29 tháng 8, Chủ nhật 22 thường niên 5B. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết sự trong sạch đích thực là tuân giữ luật Chúa từ trong tâm hồn. Chúa không chấp nhận hình thức bề ngoài, vì tất cả những ý định xấu đều phát xuất từ bên trong con người. Ngài mời gọi chúng ta nhìn lại lòng mình và sống yêu mến Chúa với tất cả lòng thành. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng chào đón các em bé sẽ gia nhập cộng đoàn đức tin của chúng ta và
xin Chúa chúc lành cho các em và gia đình. Ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, cầu cho linh hồn Sơ Maria Thạch, Sơ Maria Đào, Sơ Anna Nhung, linh hồn Sơ Anna Hiên, linh hồn Sơ Rosa Hoa, linh hồn Sơ Margarita Cậy và linh hồn Sơ Cecilia Uyên. Cầu cho linh hồn Phêrô mới qua đời bên Việt Nam và linh hồn Phêrô, linh hồn Teresa Trần Thị Môn lễ dỗ, linh hồn ông cố Đa Minh Trương Thế Hùng, bà cố Đa Maria Nguyễn Thị Hòa và Du Xe Trần Đức Tín, linh hồn Du Xe Trần Đức Tường sớm được hưởng nhan Thánh Chúa và các linh hồn Phaolô Huỳnh Văn Hoa, linh hồn An Tôn, linh hồn Tôma Nguyễn Tuân lễ dỗ, các đẳng linh hồn và linh hồn tiên nhân, các linh hồn tổ tiên nội ngoại hai bên, xin bình an cho gia đình và toàn thế giới. Xin cho nhóm đi chơi được bằng an. Cầu cho ông bà tiên nhân hai bên nội ngoại và tạ ơn ba đấng. Xin bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Hữu Từ lễ dỗ và xin cầu bình an cho tất cả mọi người. Xin ơn chữa lành và cầu bình an cho gia đình. Tạ ơn Chúa sanh được mẹ tròn con vuông. Xin Chúa ban cho anh em đi xa về được bình an. Xin Chúa ban cho mẹ được bằng an, khỏe mạnh nhân ngày sinh nhật. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây sơ thanh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng còn ước mơ. Với tiếng hát rao rực niềm tin, với ánh mắt đồng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong tình hiệp nhân, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, xây xưa thanh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng còn ước mơ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tôi chân thành chào đón ba em cũng như đại gia đình của những người đưa con em mình tới để lãnh nhận bí tích thanh tẩy hôm nay. Em Anna, em Maria và Francis Xavier, cũng như xin quý ông bà và anh chị em chào đón những vị khách quý tới để cùng dự lễ rửa tội của ba em. Một tràng pháo tay trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này. Trong thánh lễ này, tôi cũng xin quý ông bà và anh chị em đặc biệt nhớ tới ông Tiếp. Sáng nay chúng ta trong lễ 7:45 cũng như lễ 9:45, gia đình bà Tiếp cũng như hiện diện nơi đây để cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho ông. Ngày mai vào lúc 11:00 sáng ông sẽ rút cái ống support ra, nên vì vậy tôi có nói với gia đình 9:00 tôi sẽ tới để cũng như sức dầu cũng như cầu nguyện cho ông đại diện cho chúng ta. Nên xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện đặc biệt cho gia đình cũng như cho ông trong giây phút này. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để dạy cho chúng con đường dẫn đến Chúa Cha.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài ban cho chúng con nguồn an ủi của sự thật. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là mục tử nhân lành sẽ dẫn đưa chúng con đến sự vĩnh phúc trong quê trời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa và được Chúa chăm sóc gìn giữ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Israel rằng: Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiến hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh. Phải,
có dân tộc vĩ đại nào được gần thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Đó là lời Chúa. Ai được cư ngụ trong lều trạm Thiên Chúa, ai được trèo lên trên núi thánh của Ngài? Ai được cư ngụ trong lều trạm Thiên Chúa, ai được trèo chính những người trung thành theo đường công chính, quyết giữ gìn miệng lưỡi nói năng thức tâm. Ai được cư ngụ trong lều trạm Thiên Chúa, ai được treo lên trên núi thánh của chính những người không hề mưu hại thân hữu, nhưng sẵn lòng cầu phúc thứ tha tu nhân. Ai được cư ngồi trong lều thảm Thiên Chúa, ai được treo những người tâm hồn không hằng trinh trăng, những vết tội trần thế quyết không hề vương. Ai được cư ngồi trong lều tạm Thiên Chúa, ai được treo bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú, nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Chúa, xin Chúa chúc lành cho thầy. Alleluia. 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 Chúa Phan thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua thầy. Alleluia. 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 Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Một hôm, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Hôm nay chúng ta rất vui mừng có được các em tới cùng sinh hoạt cũng như tham dự thánh lễ hôm nay. Tôi cũng chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho sa mạc, gọi là các em để được training cấp 1, cấp 2 trong tháng vừa qua, cũng như tuần tới chúng ta sẽ có sa mạc ở cấp 1, cấp 2 ở nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam. Nên tôi cũng khuyến khích là các trưởng cũng như các em cố gắng đi tham dự các sa mạc, cũng như chúng ta có sa mạc cho cấp 3 của liên đoàn của chúng ta, cũng như trên trung ương năm nay chúng ta có tổ chức ở chúng ta ở liên đoàn này. Vì vậy nên cha cảm ơn các trưởng cũng như các em tham dự
thánh lễ hôm nay cầu nguyện đặc biệt cho ba em được lãnh nhận bí tích rửa tội, cầu nguyện cho những người trong giáo xứ của chúng ta đang lâm bệnh trong thời gian cấp cứu, cũng như cầu nguyện đặc biệt cho các công việc trong thời gian chuyển tiếp này. Quý ông bà và anh chị em, hôm nay tôi nhìn trong các gia đình được rửa tội, có ông bà Sáu, cháu của ông bà Sáu, rồi có bà Trương, cháu của bà Trương, rồi có cháu của chị Nhung. Rồi chúng ta hôm nay, cộng đoàn của chúng ta rất là vui. Quý ông bà và anh chị em, từ trước cho tới bây giờ tôi học về các thiên thần. Các thiên thần là chỉ ở trên không rồi có hình ảnh vậy thôi. Nhưng mà thiên thần Gabriel của chúng ta, quý ông bà và anh chị em tham dự các lễ Giáng sinh, là một thiên thần rất nổi tiếng trong cái sinh hoạt Giáng sinh. Rồi lại là mẹ Maria nữa, rồi ông Thánh Giuse nữa. Nên hôm nay đã có niềm vui, đưa niềm vui thật sự là thiên thần Gabriel có người con rửa tội hôm nay luôn. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em thấy rất là nhiều dự án cũng như nhiều cái niềm vui xảy ra ở trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Trong lời Chúa hôm nay chúng ta cũng cảm nhận được Chúa yêu mến chúng ta rất nhiều. Nên vì vậy trong bài đọc 1, Chúa đã cho chúng ta biết được có những giới răn, có những lề luật, có những công việc mà vì yêu thương mà Chúa cho chúng ta. Nên nếu chúng ta theo các lề luật mà Chúa chỉ dẫn thì chúng ta sẽ tìm được sự bình an thật sự của mỗi người chúng ta khi chúng ta sống có Chúa. Chúa luôn đồng hành, gìn giữ. Nên Chúa nói với người Do Thái cũng như mỗi người chúng ta rằng hãy giữ các điều luật, các điều răn mà Chúa đã đưa ra cho chúng ta, hãy thực hành. Cũng như bài đọc 2 chúng ta nghe qua các công việc thiện nguyện, charity mà khi chúng ta có được trong tâm hồn của chúng ta thì sự suy nghĩ cũng như nhận xét của chúng ta trong các việc làm sẽ thấy rất khác vì chúng ta làm theo thánh ý Chúa với sự cậy trông vào Chúa, với cái lương tâm thật sự mà Chúa muốn mỗi người chúng ta quyết định. Nên vì vậy khi chúng ta nghe qua tin mừng của Thánh Marco hôm nay mà Thầy Sáu đã thông tin cũng như là loan báo proclaim cho chúng ta nghe. Một việc rất quan trọng mà câu chuyện rất đơn sơ nhưng thật sự đưa một cái sự nhận xét rất sâu xa. Quý ông bà và anh chị em nghe qua người biệt phái Pharisee Scribe là những người biết luật lệ rất nhiều trong bài tin mừng chúng ta nghe qua. Họ nói với chính Chúa Giêsu rằng tại sao các môn đệ của ông lại không giữ những điều luật cũng như những tập quán cũng như những phong tục, là phong tục rất là quan trọng, rửa tay khi ăn, rửa chân cũng như làm các nghi thức purification trên các vấn đề, cũng như đó là những tập tục rất quan trọng. Thì Chúa Giêsu hôm nay cũng trả lời cho chúng ta cũng như cho họ một việc rất quan trọng. Chúa nói rằng có những người thờ Chúa bằng môi miệng nhưng thật sự trong tâm hồn cái lòng của họ rất xa Chúa. Có những người lợi dụng những luật lệ mà Chúa định ra để gối nhà cho người khác phục tùng mình. Đó là không có được, không có đúng. Nên khi Chúa nói rằng những đồ ăn mà chúng ta ăn không có cái gì là xấu xa cả, nó có cái công dụng là giúp cho thể xác của chúng ta, nhưng thật sự trong tâm hồn của chúng ta thì đó là rất quan trọng. Cái việc xấu xa mà ra khỏi chúng ta cũng như làm cho chúng ta xấu xa là từ trong lương tâm, từ trong trái tim, từ trong con người của chúng ta. Những sự xấu xa đó chúng ta nghe qua trong bài phúc âm hôm nay, dâm dục, trộm cắp, rồi những vấn đề rất là xấu xa mà từ trong lương tâm của chúng ta,
nó phát xuất ra để chúng ta thực hành những công việc đó. Nên vì vậy, trước khi chúng ta lãnh nhận Chúa cũng như tới với bàn thánh này, chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, tẩy xóa để cho chúng ta được sạch, để cùng tham dự bàn tiệc lãnh nhận mình máu thánh Chúa. Hôm nay chúng ta nghe qua tin mừng của Chúa, câu chuyện đơn sơ, nhưng thật sự chúng ta suy gẫm thì rất là sâu xa. Chúng ta thật sự có thờ phượng Chúa với lương tâm, với trái tim của chúng ta thật sự hay không? Hay chúng ta làm bằng môi, bằng miệng, cũng như rửa chén ngoài cho nó kiểu lệ như vậy, sạch sẽ, nhưng thật sự nó cũng không làm một cái gì mà quan trọng. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe qua trong 2 năm qua, trong kỳ đại dịch tới, tôi có nghe được một số các người mẹ, các bà nói chuyện với tôi tâm sự, nói cha ơi, chồng con chả khi nào rửa tay gì cả, mà thiệt chỉ có cái việc mà rửa tay mà hai vợ chồng cãi nhau xô xát rồi đưa tới cha để giải quyết. Bảo không có khi nào ông mới rửa tay, ông đi làm về rồi đụng cái này đụng cái kia mà nói rửa tay sạch sẽ để cho nó có vệ sinh giúp cho con của mình đụng này kia, chả có chịu rửa tay gì hết. Tới khi mà bị dịch Vũ Hán tới, trời ơi, nói về chính là trời nó lây lưa tùm lum hết. Ông này cũng vậy, sợ quá, ngày nào cũng rửa tay, bây giờ là một truyền thống rửa tay đặc biệt luôn, gọi là không cần phải nhắc nhở gì cả, gọi là không phải là rửa tay là luật, nhưng thật sự rửa tay là giữ gìn vệ sinh. Rồi cái ông này rửa tay bây giờ thì ông thật sự ông yêu vợ ông ấy, thật sự ông yêu con ông ấy, ông thương con thương vợ, vì không muốn vợ con gia đình mình bị gọi là dịch bệnh rồi bị đau yếu, nên thôi chịu rửa tay như vậy. Nên quý ông bà và anh chị em, nói Chúa hôm nay Chúa cũng nhắc nhở mọi người chúng ta có những truyền thống, có những công việc chúng ta làm là vì yêu thương, là vì yêu thương, là vì lo lắng cho nhau, là vì tình thương mà chúng ta lo cho người khác, nên chúng ta hy sinh, chúng ta làm. Nên vì vậy, hôm nay trong cái việc rửa tay, Chúa đưa ra bài học để chia sẻ với các môn đệ của Ngài, cũng như cho dân Chúa hôm nay chúng ta cũng được đồng hành. Công việc thật sự là chúng ta phải làm với cái lương tâm ngay thẳng, cái tình yêu thật sự, chứ đừng làm giả dối. Giả dối không tốt, trước sau gì cũng không đưa cái sự bình an thật sự cho mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta hãy tẩy xóa cũng như rửa sạch cái tâm hồn của mình để Chúa ngự tới với mỗi người trong mỗi cái lương tâm. Hãy để cho lương tâm của mình được sự bình an, tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc cũng như tình yêu, để chúng ta san sẻ, chia sẻ việc đó với mọi người. Giờ đây xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã được thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan phong si ô phi la tô người chịu khổ hình và mai tang ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh người lên trời ngự bên hiệu đức chúa cha và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết nương người sẽ không bao giờ cùng tôi tin kinh đức chúa thánh thần là thiên chúa và là đấng ban sự sống người bởi đức chúa cha và đức chúa con mà ra người được phụng thờ và tôn vinh cùng với đức chúa cha và đức chúa con người đã dùng các tiên tri mà phán dạy tôi tin hội thánh duy nhân thánh thiên công giáo và tông truyền tôi tuyên xưng có một phép rước để tha tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, muốn đứng vững trước mọi thử thách, muốn khỏi phải mất đức tin, người Kitô hữu cần tuân giữ trọn vẹn lề luật của Chúa. Với tâm tình mến yêu luật Chúa, chúng ta dâng lời cầu xin. Xin Chúa cho các hàng giáo sĩ, tu sĩ luôn tuân giữ đúng đắn giáo lý tông truyền, hướng dẫn dân Chúa biết thực hành điều người dạy là kính mến Thiên Chúa và biết yêu thương mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trái đất này đang đối diện với sự thay đổi của khí hậu. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia ý thức rõ những hiểm họa từ thiên nhiên trong tương lai để các vị ấy cùng làm việc trong thái độ yêu mến các hành tinh, giảm đi các tác động tiêu cực vào thiên nhiên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Trong đại dịch, tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới đang đối mặt với bệnh tật, chết chóc, chia lìa, thiếu ăn. Nhiều mảnh đời, gia đình trở nên bất hạnh trong dịch bệnh. Xin Chúa thương an ủi những tâm hồn đau khổ. Xin cho mọi người chúng ta được thức tỉnh tinh thần Kitô, sống bác ái với những người anh chị em khốn cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính cái từ trong con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Một số chúng ta hay chú trọng vào những thứ bên ngoài nhưng lại quên đi những tội lỗi từ bên trong bởi lạc thú, tham lam, ganh tị, phù hoa, kiêu ngạo, vân vân. Xin cho chúng ta ý thức có Chúa trong mọi suy nghĩ, hành động để sống chứng nhân giữa đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giáo hội hôm nay sẽ đón nhận một số các em tân Kitô hữu qua bí tích rửa tội. Xin cho ân sủng và hoa trái của bí tích rửa tội luôn sống mạnh mẽ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đặc biệt là trong cha mẹ cũng như cha mẹ đỡ đầu của các em, để hướng dẫn các em trở thành những phần tử tốt lành trong giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con.
xin Chúa thương xót đến những người đã ra đi trước, nhất là những linh hồn có ý chí cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay sớm được hưởng vĩnh phúc quê trời. Và giờ đây trong thinh lặng, mỗi người chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình, những ý nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, lạy Cha nhân ái, xin giúp chúng con đừng bao giờ lãng quên luật Ngài, vì luật ấy làm cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chưa tròn ôm ấm bao tháng ngày, ôm ấm bao tháng ngày.
người Việt Nam đón nhau về gặp trời nở hoa. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhuần và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc công đức Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhập lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đấng tin. Vì vời lạy Chúa khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với đức giáo hoàng Francisco, đức tổng giáo mục Paulo chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chi đến, ý Cha thầy cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hàng sống và hiền chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lời Đức Chúa Giêsu. Con tin thật Chúa ngự trong phép bình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể chiều Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ấm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Khi tôi lầm lỡ mới biết sớ chia với người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết sớ chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người. Mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi tôi mù mắt tôi sẽ hiểu bóng đêm bao sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới thấy xót xa với người cô quạnh. Khi tôi thất vọng đời tôi thấu nỗi chờ mong. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy
tôi quỳ ngã mới biết đỡ nâng những người xa đọa. Khi tôi òa khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sâu buồn quá. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ai nhất mẹ cha. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con gây hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn nơi. Khi tôi lầm lỡ mới biết sớt chia với người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết sớt chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Chúa, bao yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con gây hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn nơi. Khi tôi buồn chán biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi tôi mù mắt tôi sẽ hiểu bóng đêm bao sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới thấy xót xa với người cô quạnh. Khi tôi thất vọng đời tôi thấu nỗi chờ mong. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con gây hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quang, xin cho bi tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
tôi chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã hỗ trợ cho quán Ba Miền tuần trước, cũng như chúng ta bán hết đồ ăn. Tuần này nghe quán các phần tử nói trước thánh lễ với tôi rằng: cha ơi, nhiều đồ ăn lắm, không biết làm sao, cha phải nói đi chứ ông thôi là không bán hết. Thì tôi mời gọi mọi người, rồi khi tôi qua bên hội trường, mọi người lại nói với tôi rằng: cha ơi, đi qua bên này mà không có đồ ăn gì hết, mà không có đồ ăn mà sao cha lại mời. Nên vì vậy tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Làm ra bao nhiêu chúng ta lấy hết bấy nhiêu, là của Chúa, của ơn huệ rất đặc biệt. Nên cảm ơn quý ông bà và anh chị em, cũng như cảm ơn quán Ba Miền. Chúng ta bán Chủ nhật thứ hai nên rất thành công, rất tốt đẹp. Chuyện nữa là tôi cảm ơn các em thiếu nhi thánh thể tới sinh hoạt. Chúng ta biết rằng thời dịch buổi này rất khó khăn, nhưng các trưởng cũng như tất cả mọi người chúng ta, việc sinh hoạt rất quan trọng, nên xin mời tất cả các hội đoàn cố gắng trở lại để chúng ta sinh hoạt, cũng như xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho thời gian chuyển tiếp này. Rất nhiều những khó khăn, rất nhiều những thử thách, nhưng nếu chúng ta có lòng tin vào Chúa, làm tất cả mọi công việc vì tình yêu thương Chúa, yêu thương nhau, thì chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, mà chúng ta sẽ cảm nhận được những ân huệ rất đặc biệt trong thời gian thử thách mà chúng ta phải vượt qua. Tôi cũng xin mời quý ông bà và anh chị em cố gắng hỗ trợ cho giáo xứ trong thời gian khó khăn, tài chánh cũng như nhân lực cũng như thời gian. Quý ông bà và anh chị em hết mình thì Chúa cũng sẽ trả công cho quý ông bà và anh chị em tất cả những gì quý ông bà và anh chị em hy sinh cho cộng đoàn giáo xứ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị em lên đường sống lời Chúa được bằng an. Tạ ơn Chúa. Mẹ Maria, hiện cha ở Việt Nam, trong một đêm giáo dân trong cơn lầm than. Mẹ Maria hiện ra chốn rừng sâu, khi đoàn con thiết tha kêu cầu đến mẹ. Trên tay mẹ bông Chúa hai đồng, hai bên mẹ thiên thần cung kính. Mẹ ban ơn cho các giáo dân, Chúa lành bệnh trên niềm niềm tin. Mẹ Maria hiện ra ở Việt Nam, trong một đêm giáo dân trong cơn lầm than. Mẹ Maria hiện ra trong rừng sâu, khi đoàn con thiên tha kêu cầu đến mẹ. Ca tụng mẹ đầy ơn Chúa, mẹ là phán ơn phúc chứa chan, dẫn đường về con được bình an. Mẹ Maria hiện ra ở Việt Nam, trong một đêm giáo dân trong cơn lầm than. Mẹ Maria hiện ra chốn rừng sâu, khi đoàn con thiết tha kêu cầu đến mẹ. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sang là hằng Chúa chúng con cho mọi sự giữ. Amen. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang. Cầu cho chúng con. Các thánh tứ vị đạo nữ Việt Nam. Cầu cho chúng con. Lạy Bà Thánh Anna. Cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.